Lan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Đông Nhi kỳ duyên cùng dàn sao V-League phát cuồng bởi hành động bảo vệ học trò và fan mừng cực đáng yêu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Mặc dù bị nhận về thẻ đỏ tại SEA Games 30, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo khiến người hâm mộ và dàn sao V-League như Đông Nhi kỳ duyên phải phát cuồng vì quá đáng yêu. Sau nhiều cố gắng đánh đổi cả máu và nước mắt, U22 Việt Nam đã chính thức trở thành chủ nhân của chiếc huy chương vàng SEA Games 30. Trong trận chung kết, thầy trò huấn luyện viên Park đã đánh bại U22 Indonesia với cách biệt 3-0. Chiến thắng này khiến hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ òa vì giấc mơ vô địch SEA Games sau 60 năm đã trở thành hiện thực. Mặc dù ở những phút cuối trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài. Ông Park bị tước quyền chỉ đạo và phải lên khán đài làm khán giả trong trận chung kết. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam và sao V-League vẫn hết sức tự hào về vị huấn luyện viên tài năng này. Hiệp 2 trong một tình huống phản ứng, huấn luyện viên Park đã phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài. Ông Park bị tước quyền chỉ đạo và phải lên khán đài làm khán giả trong trận chung kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo giơ cao lá cờ Việt Nam ăn mừng trước vô địch SEA Games. Đông Nhi phát cuồng vì hành động đáng yêu của thầy Park. Mr. Park Hang-seo, thank you very much. Bóng đá không là tất cả, nhưng là nguồn cảm hứng lớn cho dân tộc Việt Nam. Để xây và giữ gìn những điều tốt đẹp, we are Vietnamese. Hà Anh Tuấn dành lời cảm ơn chân thành đến vị huấn luyện viên tài năng đưa Việt Nam lên ngôi vô địch. Đỗ Mỹ Linh trầm trồ, cute quá quý vị ơi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sau này lớn tuổi chỉ mong được máu như bác Seo. Bác dặn dò trợ lý xong xuôi, bác lên ngồi với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cổ vũ tiếp. Cảm ơn bác 3-0. Kỳ Duyên xúc động trước những điều huấn luyện viên Park Hang-seo làm cho đội tuyển Việt Nam. Lê Minh Thuận, ông già gân của Việt Nam hôm nay mạnh mẽ quá. Các chú yên tâm, anh lên khán đài ngồi nghỉ tiếng rồi xuống nhận cúp sau. Để anh thay đồ cái. Trợ lý Kim đâu, chú ở đây lo công việc giúp anh, chỉ đạo đàn em trật tự nhé. Châu Khải Phong hào hứng. Chúc mừng thầy đã mang về một điều kỳ tích cho dân tộc Việt Nam. Tuyệt vời lắm, tự hào lắm anh em ơi. Giấc mơ huy chương vàng đã thành hiện thực, nhà MC đi bảo đây. Vợ chồng Tiến Dũng cũng hào hứng. Park Hang-seo, thầy giáo vĩ đại của lịch sử bóng đá Việt. Cảm ơn vị huấn luyện viên Park Hang-seo vì tất cả.